Rồi, Nhân xin chào cả nhà mình nha. Tiếp tục một video mới nữa tại khu dân cư Cát Tường Phú Nguyên 1. Thì hôm nay là thêm một cái căn nhà của anh giới thiệu cho mọi người biết tên. Anh Minh. Anh Minh ha. Anh Minh. Hiện tại cái sổ nhà của mình là anh đứng tên luôn. Anh đứng tên luôn. Dạ. Đoàn Hồng Kông. Đoàn Hồng Kông là ai cũng đang Hồng Kông. Đoàn Hồng Kông. Khoảng chừng nào có anh? Thì nói chung là nó vừa rồi nó đóng thế hết rồi thì nó còn cái là nó ra sổ rồi nhưng mà chưa có đóng dấu. Thì bây giờ mình sẽ chờ nó đóng dấu nữa là xong. Dạ. Thì anh có biết thời gian khoảng bao nhiêu lâu? Thì chắc có lẽ thời gian thì mình cho là khoảng là 1 tháng đến 2 tháng đi. 1 tháng hay thì ví dụ như mà em thương lượng khách mà mua được thì ví dụ như mình giữ là bao nhiêu đó rồi tới khi ra sổ là mình sẽ đi hòn son tay thôi. Anh bao son tay mà. Cái căn nhà mình là diện tích bao nhiêu anh? Diện tích là 46. 46. Anh xây một trệt một lầu. Một trệt một lầu. Rồi. Có đường có xăng để xe hơi. Dạ. Rồi bây giờ cái căn nhà này anh bán với cái giá bao nhiêu? Anh bán là nói chung là giá giờ thì anh sẽ bán cái giá cũng thấp thì anh lấy 2 tỷ mốt 50 bao giấy tờ. 2 tỷ mốt 50 bao giấy tờ. Ví dụ bây giờ khi mà cái khách hàng người ta tới, người ta thấy ưng căn nhà mà người ta muốn mua nhanh lẹ thì anh có thương lượng nữa hay không? Chắc có lẽ là mình cũng ưu đãi cho ta chút xíu. Dạ. Tức là mình vẫn còn có thể thương lượng được. Đúng rồi, mình nói với ông thiện chí thì mình nhà mình cho người ta ở thì mình phải nên giảm cho ta một xíu để cho coi nó vui vẻ. Lộc may mắn ha. May mắn. Rồi. Rồi, ok anh rất là nhiều. Rồi. Thì bây giờ biết cái giá là biết anh là chính chủ luôn. Rồi. Thì bây giờ là em sẽ giới thiệu cho mọi người biết cái căn nhà này. Rồi. Cảm ơn rất là nhiều nha. Rồi bây giờ trước đường của mình đó cả nhà. Cái căn nhà của mình là đường 12m và phía sau nè, mình sẽ có một cái công viên, nói chung là cũng công viên cũng khá là lớn nha cả nhà. Và xung quanh thì dân ở rất là đông rồi. Rồi, bây giờ không nói nhiều nữa, nhưng mà cả nhà mình đi vào trong nha, tham quan căn nhà luôn. Đầu tiên bước vào căn nhà đó thì sẽ có một cái phần sân rất là lớn, mình trừ cái vỉa hè này ra rồi. Và cái cửa đây thì anh cũng làm cửa sắt cho mình nè. Cái phần đằng trước này thì anh chủ yếu và thiết kế cho mình luôn là mình để xe hơi. Cho nên là cả nhà mình thấy một cái phần khoảng trống này rất là dài và rất là rộng luôn. Cái này là một chiếc xe hơi mà khoảng Fortuner 7 chỗ là mình đậu vô tư thoải mái luôn nha cả nhà. Rồi bây giờ nhân mời vào trong. Rồi, chắc mang dép luôn quá. Ở phía trong này có thêm một cái cửa kính nữa, cửa kính ngăn lại. Rồi cái màn này y chang cái màn của nhà nhân luôn. Bước vào trong thì mình sẽ có một cái phòng khách. Thì nói chung là với cái diện tích 46 thì nó cũng khá là khiêm tốn, cũng khá là vừa phải. Cho nên là thiết kế thì cái phần nào thì nó ra phần đó và nó nhỏ nhỏ dễ thương thôi, chứ nó không có tới nỗi mà rộng lắm nha cả nhà. Thì cái căn nhà của mình bước vào là có một cái phòng khách nè, khoảng trống ở đây nè. Thì ở đây là thiết kế kệ tivi nè, bên đây là có một bộ sofa là ổn rồi. Kế tiếp là cầu thang đi lên. Bây giờ Nhân sẽ cho cả nhà mình tham quan cái phần bếp trước nha. Cái phần bếp thì anh cũng đã làm đầy đủ cho mình hết rồi. Như là bếp hoa cương, lót đá hoa cương và quan trọng nhất là bếp âm. Bếp âm thì anh đã lắp cho mình cái bếp sẵn luôn rồi. Còn cái bếp này là cái hiệu Senhouse luôn nha cả nhà. Ở trên thì cái hộp đựng nói chung là cũng khá là nhiều và để được nhiều đồ. Ở đây có thiết kế sẵn cho mình một cái phần lõm anh chừa để mình cúng ông táo. Rồi bên đây thì có hai cái bồn rửa chén bên đây. Ở phía sau là mình sẽ có một cái giếng trời. Cái giếng trời như cả nhà mình thấy nắng đang gọi xuống nhân luôn nè. Thì ở đây là mình sẽ lấy gió và lấy sáng cho căn nhà của mình. Phía sau có một nhà vệ sinh. Rồi, cho cả nhà mình nhìn sơ thôi. Bây giờ Nhân sẽ mời cả nhà mình đi lên lầu nha. Mình tham quan trên lầu. Cái nhà này anh để cũng khá là lâu rồi cho nên nó hơi bụi chút xíu đó. Thì Nhân cũng xin phép Nhân mang giày vào luôn. Tại nói chung đàn ông mà, chưa có kịp dọn dẹp hết cả nhà. Nói chung khi mình mua một cái căn nhà nào mà cứ để nguyên như vậy thì nó hay hơn. Mình sẽ biết được những cái lỗi của nó xảy ra. Còn ví dụ người ta làm sạch đẹp quá thì nhiều khi cũng nguy hiểm. Rồi khi mình bước lên cầu thang sẽ có một cái nhà vệ sinh tiếp tục. Anh quay cái nhà vệ sinh giúp em nha.
chưa rồi, mình tham quan xong cái nhà vệ sinh thì tiếp tục là một cái phòng ngủ. Cái phòng ngủ này cũng dễ thương thôi, cũng nhỏ thôi. Và rất là đặc biệt là cái căn nhà này thì anh không có dán tường, không có làm gọi là không có màu mè gì hết. Nó như thế nào để nguyên thủy như vậy luôn. Khi mà cả nhà mình về mình ở thì mình có thể là tự dán tường hoặc là mình sơn phết này kia đó, tùy theo ý của mình. Rồi mình ra trước. Ở phía trước mình sẽ có một cái phòng nữa. Dạ rồi, nãy giờ thì Nhân cũng giới thiệu cho cả nhà mình xong căn nhà. Mình đã xem xong rồi, nếu như mình ưng căn nhà này thì cứ gọi cho Nhân, số điện thoại là 0909 117 880 để đầu tiên mình xem thực tế. Và nếu như ưng ý thì Nhân sẽ gặp cho gặp chính chủ và mình thương lượng giá với chính chủ luôn nha. Cuối video thì Nhân cũng cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã dành một chút thời gian theo dõi video của Nhân. Và cả nhà mình nhớ nhấn nút đăng ký kênh của Nhân để xem những video sau. Biết đâu những video sau thì mình gặp được những căn nhà, những lô đất hoặc là một cái dự án nào ưng ý với vị trí yêu thích đó. Và quan trọng nhất vừa tài chính của mình thì lúc đó cứ gọi Nhân. Nhân sẽ tư vấn hết mình cả nhà mình luôn. Và nếu như cả nhà mình, tất cả cô chú anh chị mình muốn ký gửi nhà hoặc là đất cho Nhân thì cứ liên hệ với Nhân thôi. Rồi, Nhân cảm ơn rất là nhiều. Và xin chào, hẹn gặp lại video sau.